trên mặt bàn của anh em đang là một cặp. Đấy, một cặp bao gồm là một bên là một cái vỏ và một cái tản màu đen. Đấy, còn một bên là một cái vỏ và một cái tản màu trắng. Đấy, thì hôm nay là mình sẽ đưa ra một cái deal khá là hay cho anh em. Và trước tiên là phải cảm ơn bên Sigmatech. Đấy, đã tài trợ đồ cho clip này. Và cái cảm ơn thứ hai đó là cảm ơn nhà phân phối Mai Hoàng. Đấy, đã hỗ trợ mình là đồ đạc đấy, để lên cái clip này. Thì cái này nó cũng đơn giản thôi, có nghĩa là cái đồ ngày hôm nay là hãng gửi mình review. Và cái sản phẩm này nó rất là mới, rất rất mới luôn anh em nhá. Thế nên là hôm nay là mình sẽ view một lần về tổng thể cho anh em trước về một cái cặp vỏ tản như thế này. Và anh em nào mà muốn mua ấy thì mình sẽ để cho anh em một cái mức giá rất là tốt. Ví dụ như là cái combo này, đây là con Sigmatech Alpha Connect 360. Đây là một con tản nhiệt nước nhá. Tản nhiệt nước 360 có màn hình rất là to anh em nhá. Màn hình con này cực to luôn. Là 3,4 inch, màn hình 3,4 inch. Đấy, thì mình sẽ bán cái combo này với kèm với con Sigmatech Ocean. Một cái combo này sẽ là 2 triệu. Đấy, rất là rẻ luôn anh em nhá. 2 triệu anh em đã có cả vỏ cả tản rồi. Tính ra con vỏ này 1 triệu, anh em trừ con vỏ đi thì tính ra con tản nó có 1 triệu. Quá rẻ luôn. Anh em nào mà nhanh tay muốn build PC với combo này thì liên hệ mình nhá. À, quên là mình bán combo này chỉ áp dụng khi mà anh em build PC thôi nhá. Đấy, chứ mình sẽ không là bán lẻ. Bởi vì là mình đang muốn là lên đồ cho cái bộ này để view cho anh em là sau khi mà lên đồ thì nhìn nó sẽ như thế nào. Đấy, ưu tiên cho anh em build PC thôi, mình không bán lẻ. Tiếp đến là một cái combo thứ hai. Đây là con vỏ Sigmatech Meta. Cái con Meta này thì nó ngon hơn cái con Ocean này. Cái con Meta này giá nó cũng cao hơn. Meta thì con này đã khoảng 1 triệu 3 thì phải, 1 triệu 3 tầm tầm đấy. Và mình cũng sẽ kèm với một con tản trắng. Con tản ngày hôm nay cũng là con Sigmatech Alpha Connect 360. Đấy, thì nó cũng giống con đen kia thôi, nhưng mà nó là màu trắng. Thì mình sẽ bán cái combo màu trắng này với cái mức giá là 2 triệu rưỡi. Đấy, để cho anh em dễ lên cây. Thì anh em nào mà muốn build PC với hai combo này, đấy thì có thể liên hệ mình qua Zalo, Facebook ở dưới phần mô tả. Thì mình sẽ lên cấu hình cho anh em, và đương nhiên là bộ cây của anh em sẽ được một cái clip trên kênh của mình rồi. Đó. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ vào những linh kiện mới. Hai cái vỏ này thì mình thấy là nó ra được một thời gian rồi. Có cái tản này là mới nhỉ. Tản này chắc là mình sẽ mở một con ra nhá. Mở một con ra, không biết là nên mở con đen hay là mở con trắng đây. Chắc là mình sẽ mở con đen ra đi. Con trắng mình vẫn để nguyên siêu. Đây, mở con đen ra cho anh em nhá. Đây thì mình sẽ có cái mã tản rất là mới của Sigmatech. Đây là con Connect 360. Thậm chí là cái mã này nó còn chưa có giá, chưa có giá ở Việt Nam, và các web của Việt Nam còn chưa đăng cơ. Thì mình đã có trên tay rồi. Anh em có thể nhìn một số cái hình minh họa. Hình minh họa chúng ta sẽ có là 3 fan LED ARGB nhá. Chúng ta sẽ có là một cái màn hình vuông. Con này màn hình vuông anh em nhé. Và mình nghĩ là rất nhiều anh em thích kiểu màn hình vuông như này này. Đó, trông nó rất là sang. Màn hình rất là to, 3,4 inch này. Người ta có ghi ở đây luôn là Intel 18A. Anh em nhìn, anh em để ý giúp mình nhé. Intel 1851 luôn anh em nhé. Đấy, như vậy là hãng người ta có ghi luôn là hỗ trợ cả Intel thế hệ mới nhất bây giờ rồi. AMD thì A14, A15 thôi. Đấy. Chắc chúng ta sẽ, mình sẽ mở cái này ra cho dễ đọc. Mình sẽ rạch cái này ra để show cái phần spec cho anh em cho nó dễ. Mình sẽ đọc qua phần spec cho anh em nhé. Đọc qua phần spec. Đấy. Mới toe luôn anh em nhé. Đây, spec đây. Hỗ trợ thì này thôi bỏ qua nhá. Về phần RAT thì nó cũng giống như là những cái tản khác thôi. Nói chung là RAT thì RAT nhôm này. Độ dày thì vẫn là 2,7cm. Tiếp đến là dây. Dây thì chúng ta sẽ có cái dây bọc dù. Dây bọc dù và độ dài là 45cm anh em nhá. 45cm. Dây khá là dài đấy. Tiếp đến là về phần bơm. Bơm thì chúng ta sẽ có là một cái bơm với tốc là 2700 cộng trừ 10 RPM. Đấy. Và độ ồn khá là ấn tượng. Độ ồn là nhỏ hơn hoặc bằng 27 dB. Mình thấy là bơm này khá là êm này. Màn hình thì là màn hình 3,4 inch rồi nhá. Tiếp đến là về phần fan. Fan thì mình có để ý đến một thông số, đó là nó ghi là, sao đây nó lại ghi là 360 nhỉ. Nó ghi là 360 x 120 x 28. Fan thì rất là dày rồi nhé. Fan là dày 28mm, là dày 2,8cm.
Có nghĩa là cái fan này rất là dày, dày khoảng gần 3 cm. Nhưng mà người ta ghi như thế này thì không biết có là fan liền không. Hình như là fan liền anh em ạ. Khả năng là fan này nó sẽ là một cái cục luôn. Để tí nữa mình mở ra cho anh em xem nhé, để xem có đúng là cái fan nó là một cục luôn không. Về tốc độ vòng quay thì chúng ta sẽ có là 800 đến 2100 RPM nhé, cộng trừ 10%. Nhưng sẽ có một cái thông số nó ấn tượng hơn rất là nhiều, đó là cái lưu lượng gió. Lưu lượng gió anh em nhìn này, 80 CFM luôn, quá cao luôn. Thực sự đây là một cái thông số mà nó rất ấn tượng. Thực sự là 80 CFM thì nó sẽ rất là mát luôn anh em ạ, rất rất mát luôn. Đây mình sẽ lấy con phát, lấy cái cây này, lấy cái tản này ra cho anh em xem. À đây này, tụt ra phát. Đây, tản đây. Tản đây, tản đây. Sách hướng dẫn sử dụng. Cái này chắc không cần. Đây, mình sẽ lấy con tản ra. Cái này nó có cái gì đây? À, cái màn hình riêng à? Màn hình người ta làm riêng anh em ạ. Để con tản ra một bên. Mình sẽ sâu cái phần rát cho anh em trước nhá. Đây phần rát đây. Chúng ta sẽ có phần rát là sẽ có một cái logo alpha rất là to ở đây. Có led viền anh em nhá. Cái fan này là có led viền và đúng như mình nói luôn, đây là một cái fan dạng liền luôn, có nghĩa là ba fan người ta làm liền với nhau luôn, làm liền nhau luôn anh em nhá. Không tách ra được. Có nghĩa là chúng ta lắp thì lắp nguyên một cục này thôi, nguyên một cục này. Có led viền này. Đấy. Rất là dày. Fan này là fan 28mm. Và đây là bên trong. Bên trong thì chúng ta sẽ có led ở đây nữa, ở cánh fan nữa. Và nó vẫn có ốc, vẫn có đủ ốc như bình thường anh em nhé. Có nghĩa là vẫn đủ 12 cái ốc. Mình thấy là nếu mà cho ốc như này nó hơi thừa. Kể ra mà làm một cái cục liền như thế này thì chúng ta cũng cần phải bắt nhiều ốc như thế này, bởi vì là các fan nó dính chặt vào nhau rồi. Ba fan thì đương nhiên là có led ARGB sinh bên rồi, và cái phần dây dọ sẽ cực kỳ gọn gàng luôn anh em nhìn này. Đấy, chúng ta sẽ chỉ có như này thôi. Đấy, một cái cổng fan và một cái cổng led 5V. Và cái cổng led 5V này thì nó sẽ bao gồm là một đầu đực, một đầu cái. Đấy, nhưng mà cực kỳ gọn anh em nhìn này, đúng một sợi dây duy nhất từ cái phần fan này ra. Anh em nào mà lắp PC với con tản này thì cực kỳ gọn gàng về phần dây luôn, rất sướng luôn. Rồi, tiếp đến là về phần block và phần dây. Dây thì chúng ta vẫn có cái dây bọc dù dài 45 và có nẹp anh em nhé, có nẹp này. Thông thường bây giờ các hãng người ta làm cái nẹp này hết rồi thì trông nó sẽ song song và nó sẽ đẹp hơn. Ở cái phần block nước này, anh em nhìn nhé, đây là cái block nước ở cái trạng thái là mình chưa lắp màn hình anh em nhé. Chưa lắp màn hình, nó sẽ như thế này. Và nó sẽ có một cái dây bơm ở đây. Đấy, kèm một cái dây bơm ở đây, rất là gọn gàng luôn. Và đây là cái phần màn hình, thì mình sẽ úp thử cái màn hình vào cho anh em xem. Đây là cái phần màn hình rời rất là lớn luôn anh em nhé. Và cái cổng kết nối vào màn hình rời nó là cổng Type-C. Đó, cổng Type-C, một cái màn hình vuông rất to ở đây. Sẽ có kèm một dây USB, thì sẽ bao gồm là một đầu Type-C để cắm vào màn và một đầu USB để anh em cắm vào main. Đấy. Và khi mà chúng ta úp vào ấy thì nó sẽ như thế này. Đấy. Anh em thấy không? Đây chính là cái block nước của chúng ta. Vuông, to, đấy, rất to luôn. Thì hy vọng là sắp tới là sẽ có anh em là build PC với cái này. Đấy, để mình lên một cái cấu hình với con tản này. Để xem mà lên cây với con Sigmatic Ocean thì nó có đẹp không. Đây là cái phần tiếp giáp này. Tiếp giáp với CPU này. Đấy. Đồng anh em nhé. Nó là đồng, không phải nickel. 4 chân. Con này dùng cái kết nối là 4 chân chứ không phải là 2 chân. Đấy. Một số cái lưu ý cho anh em. Đấy. Như vậy là mình đã view xong về cái con tản nhiệt Sigmatic Alpha Connect 360 ngày hôm nay. Đấy, thì hy vọng là sẽ có anh em là build PC với con tản này, với cả con vỏ này nữa. Đấy, để mình lên cho anh em. Còn bây giờ là mình sẽ view qua về hai con vỏ ngày hôm nay. Đầu tiên là con Ocean trước đi. Đấy, con này thề luôn là có một đợt là anh em spam rất nhiều con này luôn. Anh em yêu cầu mình là lên một cái clip về con Ocean này, bởi vì là nó theo cái phong cách của con Lian Li Vision, nhưng mà giá nó rẻ rất là nhiều.
Con này thì đâu đó chỉ khoảng loanh quanh 1 triệu thôi. 1 triệu là anh em đã có một cái vỏ gọi là bể cá, ba mặt kính và cả ba mặt đều không có viền. Thiết kế này thì mình nghĩ là sẽ rất nhiều anh em thích luôn, rất nhiều anh em thích. Thì đây, sơ qua cho anh em xem nhá. Thì đây là một cái mã vỏ bể cá này, bao gồm ba mặt kính này, kính hông này, kính trước này và kính nóc này. Đấy. Đằng trước thì chúng ta sẽ có một cái logo Sigmatec ở đây. Đấy, logo Sigmatec ở chỗ này. Ở trên nóc đây, các cổng kết nối trên nóc, chúng ta sẽ có là một nút nguồn này, một cổng USB 3.0 này, hai cổng 2.0 này, audio và mic gộp chung. Đấy, nút reset là nút LED này. Đấy, con này được cái là chia cả LED riêng, reset riêng, khá là tiện. Nhưng mà hơi tiếc là không có tai C. Đấy, con này kể ra mà có tai C nữa thì ngon lành cành đào. Rồi, tiếp tục. Bây giờ thì chắc là mình sẽ mở cái mặt kính này ra. Mở cái mặt kính này ra để show vào bên trong cho anh em xem. Mở mặt kính thì chúng ta sẽ phải xoay cái ốc. Xoay cái ốc. Đây. Cái này là trượt à? Anh em trượt ra đằng sau nhé. Trượt ra đằng sau rồi mới mở nhé. Trượt ra phía sau một chút rồi mở. Kính thì mình thấy là nó khá là ổn anh em ạ. Khá là ổn. Nói chung là dày thì không phải dày hẳn, nhưng mà nó cũng không mỏng. Cái này là kính ở mức tương đối. Chúng ta sẽ có nẹp hai bên. Đấy. Nẹp hai bên vuông góc với nhau. Đấy. Và cái mặt kính ở phía ấy này. Phía đầu này. Đầu kính là nó sẽ có một cái ngàm nhựa ở đây. À, một cái chốt nhựa ở đây. Chốt nhựa này thì để anh em gọi là trụ. Khi mà anh em trụ ba kính lại với nhau thì nó sẽ có một cái phần gá nhựa nó đỡ. Như vậy thì nó sẽ có một cái lực bám nhất định giữa ba kính với nhau. Đấy. Và đây là phần bên trong. Bên trong đây. Nếu mà xét lại phần bên trong thì mình thấy là đây là một cái mã vỏ cây nó khá là rộng. Khá là rộng. Chúng ta vẫn sẽ lắp được là main ATX. Đấy, nhưng mà nếu mà anh em nào mà lắp ATX thì anh em sẽ phải lắp thêm cái đệm ốc ở đây. Đây. Sẽ phải lắp thêm cái đệm ốc ở đây. Về cái phần fan hỗ trợ thì mình thấy là nó sẽ bao gồm là 3 fan ở dưới này. 3 fan ở cạnh hông. Đấy. Và 1 fan ở phía sau. Con này thì lắp rát là anh em sẽ lắp rát ở phần hông này rồi. Lắp rát ở phần hông. 3 fan dưới thì là lấy do vào. Chuẩn airflow con này sẽ là 3 fan dưới lấy do vào. Fan hông là rát nước là lấy do ra. Đấy. Fan sau là lấy do ra. Vì ở trên nóc là chúng ta sẽ không có fan rồi. Có lọc bụi anh em nhé. Đây. Có lọc bụi luôn. Có cái lọc bụi dưới này luôn. Rất xịn luôn. Anh em có thể lắp fan dưới lấy do vào. Ok này. Mình thấy là một củ con này rất là ngon đấy. Anh em nào thích chơi bể cá thì không nên bỏ qua con này. Ổn áp. Phía sau thì xem mấy slot đây nhỉ. Phía sau thì 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 slot anh em nhé. 7 slot nhưng mà chắc chắn là nó có xương rồi. Chứ nó không phải là dạng module rời. Phần dưới này rất là rộng này. Cái phần từ đuôi cái main. Phần từ đuôi cái main xuống dưới này rất là rộng luôn. Xem đằng sau nhá. Xem đằng sau nó có cái gì không. Đây là cái khu vực thoáng khí này. Thoáng khí để lấy gió ra này. Đây cũng có một khu vực thoáng khí nữa. Để anh em lắp nguồn. Lắp nguồn để lấy gió vào. Đấy. Và đây là khoang sau. Khoang sau thì nó cũng như những cái vỏ bể cá khác thôi. Chúng ta vẫn sẽ có là một cái khoang DJ cực kỳ rộng, rất rộng luôn, bởi vì nó là bể cá mà. Đây nguồn anh em sẽ lắp ở đây. Nguồn nếu mà theo như này thì chúng ta sẽ lắp được cái nguồn khá là dài đấy, khá là dài ở đây. Nhưng mà mình thấy là anh em lắp những cái nguồn tầm trung vào đây là đẹp, bởi vì là chúng ta phải tính toán thêm cái phương án gọi là DJ, cái dây nó thòi ra nữa. Thế nên là nguồn tầm vừa vừa thôi, lắp vào đây là ok. Đây là cái khay bắt ổ cứng này, khay bắt ổ cứng nó ở trên này. Đấy, sơ sơ là như vậy. Các dây kết nối đi thôi nhá, khỏi phải bàn nhá. Dây kết nối thì nó cũng như những cái mã vỏ khác thôi, không có gì để nói cả. Sơ sơ là về con Ocean là như thế. Đấy, đây là một cái mã vỏ mình thấy là ổn áp ở trong tầm giá khoảng 1 triệu. Là anh em đã có 3 mặt kính vô cực rồi. Thì anh em nào mà build con này với cả cái tản kia thì liên hệ mình nhá. Bây giờ mình sẽ view con trắng cho anh em. Đây con trắng đây. Con trắng nó là con Sigmatec Alpha Meta. Thì cái con Alpha này nó là cái dòng cao anh em nhé. Nó không phải là Sigmatec mà nó để logo của Alpha luôn. Alpha thì hãng định vị nó là một cái phân khúc cao hơn của Sigmatec. Và đặc biệt là cái mã này chúng ta đã thấy một cái điểm rất là khác với con kia rồi. Nó là có cổng Type-C. Anh em nhìn này. Cổng kết nối đằng trước và có Type-C luôn. Hai cổng USB này. Nút nguồn này. Nút LED hay nút reset gì đó. Đấy, logo Alpha. Và đây là một cái mã vỏ mà nó sẽ có là hai mặt kính.
hai mặt kính và full viền ở chỗ tiếp giáp. Kính này nhìn khá là dày đấy, nhưng mà mình sẽ view qua các phần khác trước. Trên nóc này đấy. Trên nóc thì anh em nhìn này, rất là dày dặn luôn anh em nhé, rất dày luôn, có lọc bụi. Chúng ta sẽ có là cái khu vực lắp rát nước. Đây, rát nước, nếu mà anh em nào mà build lắp với con tản nhiệt nước kia thì cái rát nước chúng ta sẽ lắp ở trên nóc. Trên nóc thì rất là rộng và có thể lắp rát 360. Và cái phần lắp rát này thì nó cũng đưa ra ngoài khá là xa cái phần giáp main rồi. Thế nên là anh em không sợ bị cấn, không sợ bị chạm vào cái giáp main, rất là ok. Mình sẽ mở cái kính này ra. Không có ốc luôn anh em nhé. Đặc điểm của những cái vỏ xịn này là cái phần cạnh hông nó không có ốc. Giật phát là ra luôn. Và kính rất dày, mình nhấn mạnh lại nhá, kính con này rất dày, nó dày hơn con Ocean kia rất nhiều, nó dày hơn, nó nặng hơn, dày hơn nhiều. Chúng ta sẽ có là ba cái nẹp kim loại ở ba chiều. Đấy, kính là ok nhá, ổn áp. Tiếp đến là bên trong thì chúng ta sẽ có một cái khu vực lắp máy rất là rộng rãi đây. Đương nhiên là có thể lắp được main ATX rồi. Về phần fan ấy thì chúng ta sẽ lắp được là ba fan hông, và chỗ này nó còn một cái khu vực nữa. Chỗ này nếu anh em muốn lắp ở phía dưới ấy, mở rộng cái này ra, tháo cái này ra sẽ lắp thêm. Có nghĩa là cái fan nó sẽ hơi đẩy xuống phía dưới một chút. Đấy. Còn phần bên dưới này thì người ta có đục cái lỗ chéo như thế này. Mình không biết là cái phần dưới này có lắp được fan không. Mình chưa thử. Nếu mà lúc nào mà bạn kỹ thuật bạn ấy lắp cây này thì mình sẽ thử xem là đặt cái fan ở đây xem là có bắt ốc được hoặc không. Đấy. Nhưng mình thấy nếu mà bắt ốc kiểu này sẽ rất là khó, khả năng là khó anh em ạ. Bởi vì là chúng ta không thể luồn cái tô vít ở bên trong để lắp được. Không biết là lắp được không. Nói chung là cho đây để tính sau. Ít nhất là chúng ta sẽ có là ba fan ở hông đã, một fan sau và ba fan ở trên nóc. Ở đây là cái đống phụ kiện đi kèm này. Đấy. À, có một cái đặc điểm của con này nữa rất là hay, đó là đây là một cái mã main mà đây là một cái mã vỏ mà có thể lắp được main BTF. Có nghĩa là anh em có thể lắp được cái main giấu dây. Anh em nhìn khe này. Đấy. Anh em hoàn toàn có thể là chơi main giấu dây với con vỏ này được. Rất hay nhá. Rất hay luôn. Để xem các slot phía sau thế nào. Chúng ta sẽ có là 1 2 3 4 5 6, cũng là 7 slot và có xương anh em nhá. Có xương liền, không phải là dạng module rời. Đấy, hòm là như thế. Con này có một cái rất là hay ở phía sau này. Fan sau này nó thụt lại sau một tí. Này, chỗ này nó tụt lại sau một tí này. Anh em lắp fan sau thì nó sẽ đỡ bị che cái phần giáp main, thì trông nó sẽ thẩm mỹ hơn và đẹp hơn. Chỗ này là có lọc bụi nhá. Có lọc bụi rồi, làm tử tế hơn rồi. Chờ tí lấy tô vít. Mặt sau thì chúng ta sẽ có là một cái nắp lưng rất là dày. Thép rất dày anh em nhé, con này thép rất dày. Đây, hai tấm lọc bụi sẽ bao gồm là một cái phần lọc bụi ở phía dưới đấy, và một cái phần lọc bụi ở phía hông đấy. Hai phết nhỉ. Bên trong đây là cái khu vực mà bên trong của nó đây. Anh em nào muốn tháo cái này ra thì vặn hai cái ốc này, mở hai cái ốc này là bỏ cái này ra, thì chúng ta sẽ luồn được cái fan dưới, kiểu như thế. Chỗ lắp nguồn này rất rộng anh em nhé. Chỗ lắp nguồn này nó siêu dài luôn. Anh em có thể lắp được những con nguồn rất to ở đây được. Xem nào còn gì nữa không nhỉ. Khoang đi dây thì sâu lòng, rất là sâu. Khoang này thì anh em đi dây thoải mái này. Đấy. Đi dây rất là ok nhá. Và đây, cổng tai xi đây anh em nhé. Đây, đầu tai xi đây. Đầu xịn anh em nhé, không phải đầu giả cầy đâu. Ngon lành ngành đào. Đấy, dây kết nối là như thế. Đấy, hòm là như vậy. Đấy, thì xong xuôi, mình đã view nhanh cho anh em về hai con vỏ và con tản nhiệt Sigmatic Connect mới. Đấy, thì anh em nào mà có nhu cầu mà build PC với hai cái combo này thì có thể liên hệ mình qua Zalo, Facebook, thì mình sẽ lên cấu hình cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em ở những video tiếp theo.